Oh, hello các bạn nha. Cây này hiện tại bây giờ mình gói giao cho khách nha các bạn. Cây này. Và đang có một đơn hai cây nữa qua tuần mình đi lấy. Cho nên khách nào có nhu cầu đặt hàng thì cọc tiền nha, qua tuần mình đi lấy luôn. Ok, cây này thì mình giới thiệu xấu. Ok, cây này thì nó mình đo sơ bộ cho các bạn nha. Đầu tiên là cái phần mà dài tổng thể 1m2 các bạn nha, dài tổng thể 1m2. Đó là chưa kể cái phần đầu của mặt nó vô ra một tí nha, nó ra một tí. Cái này nó vô được một đoạn nữa mà, cái này các bạn thụt vô nha. Đó. Mắt trâu. Và hàng này hàng mới chưa xài nha. Cái động cơ thì mình đã tháo ra, mình xem có thể thay cái khác không, nhưng mà không thay được các bạn ơi, nó thiết kế như vậy rồi. Tại vì sao? Tại vì cái con này nè 12V nhưng mà tua nó chậm quá. Nó chậm nhưng mà ngược lại nó khỏe nha. Nó chậm nhưng mà ngược lại nó khỏe, cho nên là khách nhiều khi ta không có thích chậm. Nhưng mà tùy khách nha các bạn. Nha, tùy khách nha, khách nào phù hợp thì mua. Đó, chứ mình có sao nói vậy chứ không có nói nó thêm nó bớt. 12V, 1000 vòng. Hộp số 1/40. Đây là cái nhãn các bạn, Gen nè. Các bạn lên mạng ra nha, Gen Solar Actuator. Nó nâng hạ cái tấm pin năng lượng mặt trời các bạn. Nó nâng hạ để mà nó hứng nắng á nha. Nâng hạ tự động. Lực nâng là 4.500 Newton, tức là 450 kg nha. Cái này nâng một vàng luôn chứ không phải một tấm. Nha, nâng một vàng năng lượng mặt trời. Cái hành trình nâng á là các bạn nhìn strong 590 mm nha. Tức là gần 6 tấc các bạn. 5 tấc 9 nha. Bán ra là mình đấu sẵn cho các bạn cái tay bấm. Về khách chỉ việc cấp ắc quy 12V nha, 13.1V. Cấp ắc quy là xài. Ắc quy các bạn cấp đen đỏ gì cũng được, ngược chiều cũng được nha. Tại vì động cơ chổi than mà, nó chỉ đảo chiều thôi. Đây, bấm nè. Bạn thấy nó chạy không? Đang lên xuống. Qua đây. Đây là tốc độ nha, các bạn nhìn 12V nha. Còn khách nào muốn nó nhanh hơn một chút thì các bạn có thể nâng cấp lên 15V. À. Này ra nè. Vào nè. Bữa mình cho nó ra hết rồi các bạn. Có cái clip mình cho nó ra hết nha. Nhưng hiện tại vì bây giờ mình chuẩn bị gói cho nên là mình không có cho ra nhiều, chỉ test thôi. Buông ra giữ vị trí. Con này giữ vị trí không có đẩy ra vào được nha, nó chịu tải luôn. Bây giờ mình cho nó vào hết để mình đi gói hàng các bạn. Hết tự động ngưng. Bạn thấy tự động ngưng không? Nè, bấm nữa cũng đâu có ăn đâu. Bấm lên thì ok. Nha, vào. Nè, hết hành trình tự động nó ngưng. Nè. Motor tự tắt. Cây này nặng cỡ 10 kg, 11-12 kg gì đó các bạn ha. Dài 1m2. Tặng kèm cái này. Giá một cây lẻ là 1,5 triệu bao ship, còn giá cho khách mua hai cây thì là 1,4 triệu một cây, hai cây 2,8 triệu bao ship. Ha, hiện tại có một đơn hai cây. Cây này thì cũng không có nhiều các bạn, bên bãi có vài cây. Khách nào mua thì mình đi mua về mình giao chứ cũng không có mua trước nha. Mua trước cây về làm mẫu thôi. Hiện tại cây này thì tối hôm qua khách chốt rồi, chuyển tiền rồi. Giờ mình sẽ gói giao. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Ưu điểm là lực nâng cực khỏe 450 kg nha. Thứ hai là hành trình lớn, hành trình gần 6 tấc là hơn nửa mét đó các bạn.
Với hành trình đó các bạn làm được rất là nhiều việc nha, rất là nhiều việc đó. Rồi động cơ 12V thì rất là phổ biến nha các bạn, cấp ắc quy là chạy. Hàng này hàng mới chưa xài các bạn. Bạn thấy nước sơn này nọ không? Hàng mới chưa xài nha. Cái này mình chưa vệ sinh nè. Hàng mới chưa xài. Ti là ti thép nha, ti thép phi lớn, phi 30. Ti thép phi lớn. Lấy cái thước ra đo cho các bạn. Ti lớn nha. Ti phi 35 lần các bạn ơi. Mình nói 30 là sai. Ti lớn phi 35. 35 các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Các bạn có thể làm nâng hạ dàn năng lượng mặt trời, nâng hạ thay cho ti thủy lực nha, trên hệ thống nâng gì đó, hoặc là trong các ứng dụng mà các bạn cảm thấy mà nó phù hợp nha.